Shop gốm Nhật qua giấy xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0979637554. Có số Zalo khuyến khích khách hàng gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo để tiết kiệm chi phí cũng như là tiện cho việc lưu lại hình ảnh hay thông tin để gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, chủ nhật nghỉ. Quý khách vào xem video xin nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Mã sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ ly rượu gốm thuộc dòng Kutani xưa. Cái ly này dáng rất là hay, với chân cao, miệng được ấn lõm, nhìn rất duyên. Thân bên ngoài quét cái dấu thiền. Dấu thiền tức là cái vòng tròn khuyết đó, cái vòng tròn không có khép kín. Đặc biệt là cái mang ở dưới chân á, phủ nhìn rất là ấn tượng. Với cái màu men màu xanh đồng kết hợp với màu men vàng nhìn rất là hay. Và cái dấu thiền này được quét bằng vàng thật. Đây là cái dấu thiền. Và cái ly này được chế tác thủ công. Khi uống đó, cầm và cái tay đặt vào đây thì nó tạo cái cảm giác rất là chắc chắn. Đáy có cái ấn truyện đặc trưng của dòng Kutani được ký bằng tay. Và cái men nó đã hiện rõ cái màu của thời gian. Cái bộ này bên ngoài nhìn rất là dễ thương, cao 4, đường kính 5.5, mã sản phẩm là H1, giá 150k trên bộ 5 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà gốm, tạo hình xù xì nhìn rất là ấn tượng. Cái ly này là chất liệu gốm và được tạo hình hoàn toàn thủ công với cái phong cách xù xì ngẫu hứng nhưng lại cực kỳ tinh tế do cái màu men. Và cái ly này nó kết hợp giữa cái tạo hình thủ công và một cái nghệ thuật gốm sứ đặc biệt của Nhật, đó là kỹ thuật Kintsugi. Ly được tạo hình xù xì méo mó nhìn rất là ấn tượng. Cái góc độ máy này thì các anh chị hơi khó thấy. Đây là cái lòng trong. Và cái điểm Kintsugi là nó nằm ở những cái đáy này. Nghệ nhân họ làm cố tình để lại những cái khoảng hở ở đáy và họ phủ vàng vào, tạo nên một cái vẻ ngoài nhìn rất là độc đáo. Và chúng ta thấy là cái ly này nó được tạo hình hoàn toàn thủ công với cái vẻ ngoài xù xì đó, cực kỳ ấn tượng. Cái ly này trưng bày hay sử dụng đều là độc nhất. Đây là những sản phẩm độc bản, tức là chỉ có một cái duy nhất, không có cái thứ hai giống như vậy. Và những cái sản phẩm này đa số là nghệ nhân họ chỉ làm một cái bản, cho nên gọi là độc bản, tức là một cái tác phẩm duy nhất thôi. Rất là đẹp, cực kỳ ấn tượng và độc đáo. Nhìn nó gồ ghề nhưng mà sao nó rất là vững chãi. Cốt dày nặng, men cực chắc, ly này cao hơn 6, gần 6.5. Đường kính là 6.5, đường kính miệng 6.5. Đường kính thân thì có chỗ 7, có chỗ 7.5. Mã sản phẩm là H2, giá 500k. Đây là những cái sản phẩm cực kỳ đáng sưu tầm.
Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái ly sứ xưa. Hai cái ly trà sứ xưa. Rất là đẹp. Ly này cốt cực mỏng, cốt thấu quang cực mỏng. Họa tiết được vẽ vòng quanh cái thân ly. Chúng ta thấy cái vành đáy ở dưới đó là được vẽ vòng quanh cái thân ly luôn. Và cái hình chủ đạo, cái điểm nhấn chủ đạo đó là cái họa tiết một cái cây lựu. Cây lựu trong văn hóa phương Đông nó tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, là một cái cây, cái trái và cái cây nó tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở trong văn hóa phương Đông. Cây lựu rất là được ưa chuộng. Cầu mong cho tài lộc sinh sôi nảy nở, hay là con đàn cháu đóng đó. Chúng ta thấy họa tiết được vẽ rất là tinh xảo nè, cực kỳ tinh xảo. Chúng ta thấy từng cái đường nét nhỏ xíu được vẽ rất là tinh xảo. Cái kỹ thuật vẽ này nè, và cái màu sắc này thì nó khá giống trên cái gốm sứ của đời nhà Thanh. Từ cái họa tiết cho tới cái cách vẽ. Và chúng ta thấy ở dưới này là một cái con thỏ đang ngồi nhìn rất là thảnh thơi và yên bình. Họa tiết được vẽ cực kỳ tinh xảo. Và đây là cái ấn kiện xưa. Và chúng ta thấy cái trôn nó đã lên nước rồi, nó hiện màu thời gian rất là rõ. Và thấy cái trôn của cái ly đó, nó lên nước, nó hiện cái màu thời gian rất là rõ. Và cái cốt sứ này nó rất là mỏng cho nên nó thấu quang rất là đẹp. Ta thấy đưa lên đèn là nó hiện thấu quang rất là đẹp nè. Cốt rất là mỏng. Cặp ly này cái cốt sứ nó mỏng rất là đẹp, cái họa tiết cũng đẹp và cái nước men cũng đẹp. Và nó lành. Rất hiếm cái sản phẩm xưa mà nó đẹp như thế này. Còn lành lặn và đẹp như thế này. Cao 5.5. Đường kính 7, mã sản phẩm là H3, giá 500k trên một cái. Và cái bộ này nó có chỉ có hai cái thôi. Bộ này rất là mỏng, cực mỏng, mà nó còn nguyên vẹn như thế gì thì rất là hiếm, phải nói là cực hiếm. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ tách sứ của thương hiệu Givenchy. Đây là một cái thương hiệu thời trang rất là lớn, rất là danh tiếng của Ý, cực kỳ danh tiếng. Và chúng ta thấy ở ở Nhật đó thì cái thương hiệu Yamaka này nè là họ chuyên chế tác cho những cái thương hiệu thời trang lớn, giống như đặt hàng họ để làm ra những cái sản phẩm cao cấp đó. Bonchina có nghĩa là sứ xương, tức là trong thành phần sứ đó là nó có cái cốt xương trong đó đó, cốt động vật đó, tức là xương động vật đó, nó thay cho cái cao lanh. Cho nên Bonchina thuật ngữ đó là sứ xương. Và cái bộ này dáng rất là sang, vẽ hoa lan Ý. Họa tiết được vẽ vàng rất là tinh xảo, với cái phong cách rất là đẹp.
Givenchy này là một cái thương hiệu rất là cao cấp, thương hiệu thời trang cực kỳ đẳng cấp. Dáng rất là sang. Cái bộ này bày trên cái bàn trà hay là cái bàn cà phê thì rất là sang. Những cái dạng tách này thì có thể dùng uống để uống trà hòa tan đó, trà bột hòa tan hoặc là cà phê nóng thì rất là hợp. Cực kỳ đẳng cấp. Thì chúng ta thấy cái dĩa này cũng vậy, dĩa này cũng vẽ hoa lan ý rất là đẹp, họa tiết này được vẽ bằng vàng thật, vành được mạ vàng, cốc cao 5, đường kính 9.5, dĩa đường kính 15, mã sản phẩm là H4, giá 300k trên cặp này. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố xưa, thố men lam xưa vẽ sơn thủy rất là tinh xảo, cái màu men lam rất là đẹp. Giờ chúng tôi thấy cái cốt sứ nó đã hiện rõ cái màu thời gian. Khuyết điểm của cái thố này là trên cái vành trên nắp đó nó có một cái vết mẹ khá lớn, nhưng do chủ yếu những cái sản phẩm này là nó trưng bày và nó đậy như thế này nên nó không ảnh hưởng, đậy lên như thế này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ và cái chức năng nó cũng vẫn là đảm bảo. Và những cái chén này, những cái thố này chủ yếu là chúng ta trưng bày cho nên những cái vết mẻ đó thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sản phẩm. Và cái này họa tiết này được vẽ hoàn toàn thủ công, tức là vẽ tay đó, rất là đẹp. Và cái màu men thì cũng rất là đẹp. Ta thấy cái màu men lam xưa nè. Và chúng ta lại để ý những cái hoa văn đáy này nè, là những cái dòng hoa văn xưa. Những cái dòng sản phẩm xưa họ vẽ những cái hoa văn như thế này và nó vẽ tay, chúng ta thấy những cái điểm bắt đầu nè, những cái chấm nè và kéo gì nó đậm dần và nó nhạt tới cái điểm kết thúc, là kết thúc ở cái vòng tròn dưới đáy này. Họa tiết được vẽ rất là tinh xảo. Thố này cao 10, đường kính 11, mã sản phẩm là H5, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bộ chén trà sứ Fukugawa. Đây là một trong những cái thương hiệu sứ rất danh tiếng của Nhật. Cái chén này dáng rất là hay, trên thân vẽ họa tiết hồ lô. Hồ lô là một cái vật phong thủy và nó nằm trong bát ngũ bối theo thần đạo của Nhật Bản. Họa tiết được vẽ bằng men nổi, bên ngoài viền vàng, bên ngoài cái hồ lô này nó viền vàng, rất là tinh xảo và họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo. Chúng ta thấy nè, cái hồ lô vàng vẽ rất là đẹp, cái nét dây lụa vẽ rất là bay, đặc biệt là cái vành trong này nó được mạ vàng, vành trong này nè nó được mạ vàng rất là đẹp, mạ phủ vàng rất là dày, đáy có ấn triện hình núi Phú Sĩ đặc trưng của dòng Fukugawa. Chén này cao 6, đường kính 9, mã sản phẩm là H6, giá 60k trên cái, bộ này có 3 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa Sipo của Nhật. Sipo có nghĩa là Pháp Lam. Và Pháp Lam của Nhật là một dòng trong những cái dòng Pháp Lam được đánh giá rất cao của những cái nhà sưu tầm trên quốc tế đó,
quốc tế là rất đánh giá rất cao với dòng Shippo của Nhật. Họ phủ men trên cái cốt đồng và men được phủ toàn bộ trên cái cốt đồng, phủ kín cả cốt đồng và nó cực kỳ công phu. Cốt rất là nặng và cái màu cực đẹp, chúng ta thấy là ở ngoài này, màu tím này nó đậm hơn ở trong trong hình, do ở đây nó bị cái ánh sáng đèn á, thì chúng ta thấy cái màu xanh ngọc này rất là đẹp, bên ngoài nó đẹp hơn trong hình rất là nhiều. Thật ra ở Nhật những cái sản phẩm Shippo như thế này thì giá nó cực kỳ cao, nhưng do ở thị trường Việt Nam nó không được ưa chuộng cho nên là nó rất nhiều anh chị không biết cái giá trị mà chế tác của nó hay là, cho nên thấy nó không có hợp gu. Dài 12, rộng 10, thật ra những cái sản phẩm này ở Nhật nó cực kỳ đắt đỏ. Mã sản phẩm là H7, giá 150k trên cặp. Và ở đây nó vẽ cái hoa bồ công anh rất là đẹp. Mình thấy ở đây nè, cái chỗ này cái màu tím nó từ đậm chuyển sang nhạt, và chỗ này màu vàng. Ở phía sau này là những cái lá, những cái đường gân lá này nè, nó được ngăn bằng những cái vách là những cái sợi đồng hoặc là những cái sợi bạc, cực kỳ công phu. Nói về Shippo thì nó giống như Pháp Lam của Việt Nam chúng ta đó, rất là kỳ công. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái gạt tàn bằng gốm tạo hình sushi nhìn cực kỳ ấn tượng. Đây là một cái gạt tàn chất liệu là gốm tạo hình sushi với cái màu men nhìn rất là tinh tế. Đây là cái sản phẩm được chế tác thủ công, cốt dày cực nặng, và bên đây nó có cái ấn triện của nghệ nhân. Ngoài ra cái gạch tàn này các anh chị về có thể chúng ta dùng được như một cái chậu bonsai cũng rất là hay. Cao 5.5, đường kính 9.5, mã sản phẩm là H8, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa bằng lá, bộ dĩa gốm bizen tạo hình chiếc lá xù xì nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Đây là những cái sản phẩm tạo hình hoàn toàn thủ công, tức là ở Việt Nam chúng ta hay gọi là gốm bút tay đó. Và cái điểm đặc biệt của những cái chiếc lá này nè là nghệ nhân dùng cái chiếc lá thật ấn lên trên cái mặt dĩa khi tạo hình, cho nên đó những cái đường gân lá nhìn rất là sống động. Nghệ nhân dùng cái chiếc lá thật ấn lên cái bề mặt của dĩa gốm trong khi tạo hình, bởi vậy sau khi mà nung gốm đó, những cái lần mà những cái gân lá nè nó tạo nó hiện lên cực kỳ sống động, rất là mềm mại chứ nó không có thô như cái kiểu vẽ. Và đáy có ấn triện của nghệ nhân. Cái bộ này thì để lót chén rượu hoặc là cái chén trà nhỏ đó, cái ly trà nhỏ đó thì rất là hợp. Cái này nó có nhiều kích cỡ khác nhau. Chiều dài cái chiếc lá này là 12, rộng 5.5. Mã sản phẩm là H9, giá 200k trên bộ 5 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa lót bằng gỗ. Một cái bộ dĩa lót bằng gỗ thông á. Cái này là cái gỗ thông tự nhiên. Tạo hình cái quả này nó giống cái quả gì? À, cái quả su hào. Cái củ su hào này gọi là củ cải đó, tạo hình nhìn rất là độc đáo. Đây là cái củ su hào, đặc biệt là cái dĩa này nè được nghệ nhân họ dùng lửa, họ
họ họ dùng lửa họ thổi lên cái bề mặt này nè, cho nên á những cái vân gỗ á nó tạo nên một cái màu sắc nhìn lại cực kỳ độc đáo. Nghệ nhân dùng lửa họ thổi lên cái bề mặt của dĩa, tạo nên cái màu sắc á, làm cái vân gỗ nó nổi bật lên và mỗi cái nó mang một cái sắc thái nhìn rất là ấn tượng, không cái nào giống cái nào, và nó mang cái màu sắc đậm nhạt nhìn rất là hay. Dĩa này được chế tác thủ công rất là tinh xảo này, các anh chị có thể là lót ấm chén, ấm trà, chén trà đó, rất là đẹp, dài 14, rộng 11 năm, mã sản phẩm là H10, giá 150k trên bộ 5 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bìa bộ dĩa sứ Sango vẽ hình rồng hỏa long nhìn rất là đẹp. Sango là một cái thương hiệu sứ rất là nổi tiếng ở Nhật, và các anh chị mà có đi Nhật rồi đó, vào những cái cửa hàng mà gốm sứ đó, thì Sango là một trong những cái dòng sản phẩm rất là cao cấp và cực kỳ đắt đỏ. Nhiều anh chị mà đi về nói đó, nó đắt khủng khiếp. Và nó vẽ rồng với những cái đám mây lửa nhìn rất là đẹp. Và cái dòng Sango với cái ấn triện này thì nó là cái dòng của những cái thập niên 60, 70. Còn những cái dòng Sango bây giờ thì nó đa số nó là Bon China, tức là những cái dòng sứ sương. Cái dòng chỉ có những cái dòng Sango của thập niên 60, 70 thì nó có cái ấn triện này. Còn những cái dòng Sango mới thì đa số là sứ sương, Bon China đó. Cái này là nó theo cái mô típ của thập niên 60, 70. Cái viền vàng rất là đẹp, viền được mạ vàng. Chúng ta thấy hình rồng vẽ rất là đẹp. Sango, Sango China có nghĩa là sứ của Sango, Japan là Nhật. Trong cái thuật ngữ chuyên môn, China có nghĩa là sứ. Đường kính của dĩa là 16, mã sản phẩm là 11, giá 50k trên cái. Bộ này thì số lượng nó được nhiều là 9 cái. 9 cái còn mới, rất là đẹp, được bảo quản rất tốt nên cái tình trạng nó còn mới rất là đẹp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng gỗ treo tường. Đây là một cái tượng gỗ treo tường tạo hình gấu nhìn rất là ấn tượng. Đây là một cái sản phẩm được chế tác thủ công. Đây là một cái sản phẩm được điêu khắc hoàn toàn thủ công, cực kỳ tinh xảo. Một cái khối gỗ lớn được nghệ nhân chỉ dùng đôi bàn tay của mình và những cái dụng cụ mà chuyên ngành của điêu khắc đó để tạo nên một cái đầu con gấu nhìn rất ấn tượng, cực kỳ tinh xảo. Chúng ta biết điêu khắc là một trong những cái kỹ thuật nó đòi hỏi cái thiên phú, nó còn khó hơn cả hội họa, do điêu khắc nó đòi hỏi cái hình khối. Và chỉ những người có khả năng thiên bẩm đó thì mới có thể trở thành những cái nhà điêu khắc, và phải trải qua cái quá trình rèn luyện thì nó mới có những cái tác phẩm hoàn hảo. Và đây là một trong những tác phẩm rất là sống động. Tượng này to,
Này là dài 23. Rộng 21. Này cái bề dày của nó ra là 10. Ở phía sau này nó có cái móc treo, có cái lỗ để các anh chị gắn cái móc treo, nó rất là chắc chắn. Cốt nó là nguyên một cái khối gỗ. Mã sản phẩm là H12, giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái lọc bình trang trí bằng gỗ nguyên khối. Đây là nguyên một cái khối gỗ. Cái bình này là cái lọc bình trang trí, là mình đặt ở trong nó đặt luôn, nó nguyên cái khối gỗ đặt, tức là nghệ nhân chạm từ nguyên cái khối gỗ tạo hình cái lọc bình. Và cái điểm đặc biệt á là cái màu này nè, là cái màu tự nhiên của gỗ chứ không phải là sơn. Nghệ nhân không có sơn màu lên. Đây là cái màu tự nhiên của gỗ, đây là cái văn và cái màu tự nhiên, nhìn rất là hay. Và chỗ này nè, nghệ nhân họ chỉ cưa một cái dòng giống như để tạo như cái nắp đó, nhưng mà nó vẫn liền với cái thân gỗ. Thì chúng ta thấy cái vòng gỗ này rất là đẹp. Thấy cái vân gỗ nè rất là đẹp, và cái màu rất là đặc biệt, hai cái màu tối và cái màu sáng nó tương phản với nhau, là cái màu tự nhiên của gỗ không qua xử lý gì cả. Thì chúng ta thấy cái đáy nè, nó cũng giống như ở trên, gỗ này là không sơn gì cả, nó là cái màu tự nhiên rất là đặc biệt. Và trên thân này có viết một cái bài thơ. Chỗ này được nghệ nhân cưa giống như một cái dòng để nó phân cách giữa cái nắp vậy đó, nhưng mà nó liền với nhau. Bình này được chế tác thủ công rất là tinh xảo. Bình này cao 20,5. Đường kính miệng ở trên là 3. Dòng thân là 34, mã sản phẩm là H13, giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà đắk nung rất là đẹp, tạo hình xù xì nhìn rất là ấn tượng. Cái điểm đặc biệt của cái ấm này đó là tạo hình hoàn toàn thủ công, không cần bàn xoay. Nó mang cái vẻ xù xì thô ráp, nhìn rất là độc đáo. Thế nào, cái này được được nghệ nhân là nặng tay hoàn toàn ấn vào đây. Thấy trên cái nắp nè, chỗ những cái chỗ này nó còn cái dấu vân tay của nghệ nhân nè. Vẫn còn lưu lại cái dấu vân tay của nghệ nhân. Rất là độc đáo. Tôi thấy nè, chỗ tạo hình dưới đáy nè, cái dấu vân tay của nghệ nhân vẫn còn được lưu lại chỗ những cái chỗ lõm lõm đó đó. Cái ấm này dung tích khoảng 350 ml. Mã sản phẩm là H14, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu rất là to. Cái này ở Nhật nó gọi là cái bình cắm hoa Ikebana, tức là cắm hoa dạng thiền. Cắm hoa theo phong cách thiền. Cái bình này rất là to, dáng hay, phủ men nhìn rất là ngẫu hứng và phối màu men cực kỳ tinh tế. Những cái bình này thì chúng ta trưng bày ở trong một cái không gian mà không gian cổ hoặc là không gian mộc mạc đó thì nhìn nó rất là đẹp. Kết hợp với màu gỗ hoặc là cái màu gạch thô đó thì nhìn nó rất là đẹp.
Và cái bình này chúng ta chỉ cần để nước một cái bàn trong, chúng ta cắm một cành hoa hay là một cành lá gì đó nó cũng đã đẹp rồi. Còn nhiều anh chị thì về thả hoa, để nước nó ngập 2 phần 3 thả hoa vào rất là đẹp, hoặc là thả cá. Và có anh chị thì dùng như một cái chậu bonsai lớn cũng rất là hợp. Chạy cái chậu này cao 5, cao 15, xin lỗi, cao 15, đường kính 20.5. Cái dòng thân là 62 năm, rất là to. Dòng thân 62 năm rất là to. Mã sản phẩm là H15, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa men rạng celadon, tạo hình xù xì nhìn rất là ấn tượng. Đặc biệt là cái màu men đó, cái kiểu rạng men đó, nhìn nó như là rạng, gọi là rạng như băng đó. Nhìn vào như vô số cái đóa hoa nó nở chồng lên nhau nhìn rất là đẹp. Tôi thấy nè, cái kiểu rạng này nè, nhìn nó rất là ấn tượng. Như vô số cái đóa hoa hồng nở chồng lên nhau nhìn rất là đẹp. Này men rạng này gọi là celadon. Cái đáy nó có cái vết răng ngang nhưng không phải, đó là cái rạng của men. Nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Cái dĩa là các anh chị trưng bày hay là các anh chị mà kê cái ấm trà đó nhìn rất là ấn tượng. Cốt dày rất là nặng, dài 22, rộng 17 năm 18. Mã sản phẩm là H16, giá 120k trên một cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố gốm. Thố này dùng đựng đường, đựng trà, trên bàn trà thì rất là hay. Phủ men nhìn rất là tinh tế. Thố này được chế tác thủ công. Đặc biệt á, trong lòng này là cái men hỏa biến nhìn rất là ấn tượng. Ở đây nó bị chá đèn cho nên là nhìn không có rõ cái màu men trong lòng nó rất là đẹp. Chúng ta hay gọi là cái men hỏa biến. Cái vành nó ở thân bên ngoài nó có chỗ này, nó gọi là cái vết lỗi lỗi lò, tức là khi nung nó men nó bị răng. Cốt dày rất là nặng. Đây là những sản phẩm được chế tác thủ công rất là tinh xảo. Hố này cao 8.5, đường kính miệng 7.5. Cái dòng bụng là 29, mã sản phẩm là H17, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là dĩa lót bằng gỗ, và đặc biệt là cái lòng đó nó được cẩn xà cừ tạo hình hạt nhìn rất là hay, tạo hình đôi hạt, ở giữa là những cái đám mây. Và ba dĩa này thì ba cái hình hạt khác nhau với những cái áng mây ở những cái vị trí khác nhau. Lòng này được cẩn xà cừ rất là đẹp, rất là tinh xảo. Tôi thấy xà cừ này được được tạo hình cực kỳ tinh xảo. Đa số Nhật thì họ xài là gỗ thông, do cái quan điểm của người Nhật, những cái danh mộc thì họ bảo tồn do cái thời gian sinh trưởng của sinh danh mộc đó là nó dài trăm năm, thậm chí có cây là cả ngàn năm, cho nên họ bảo tồn. Và họ đa số họ chế tác bằng những cái gỗ thông, nhưng mà họ dựa vào cái kỹ thuật rất là tinh xảo. Chúng ta thấy những cái tủ thờ của Nhật mà họ mạ vàng hoặc là họ dát vàng thật đó, thì cũng chỉ bằng gỗ thông, nhưng mà nó lại được làm cực kỳ tinh xảo và công phu. Đó là cái quan điểm rất hay của người Nhật để họ bảo tồn rừng. Cái dĩa này đường kính 12. Dĩa này các anh chị lót ấm trà hay là chúng ta trưng bày thì cũng rất là đẹp. Mã sản phẩm là H18, giá 120k trên cái. Bộ này có 3 cái.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp dĩa, dĩa sứ. Dĩa này to, vẽ cái hoa văn cách điệu nhìn rất là độc đáo, màu men rất là đẹp. Và các anh chị nào mà đã có xài cái dĩa sứ này rồi thì rất là thích. Cái men nó xài rất là thích, cực kỳ chắc chắn, và khi chúng ta rửa thì nó rất là sạch. Đặc biệt cái dĩa này nếu mà các anh chị đó treo lên tường đó, trong những cái mảng tường màu sáng đó, thì nó tạo hình giống như cái bức tranh mà trừu tượng vậy đó, nhìn rất là ấn tượng. Và cái bộ này nó có hai dĩa với cái xây giống nhau. Chúng ta thấy cái họa tiết này nó khá giống với cái họa tiết trống đồng, nhìn rất là độc đáo. Và cái bộ dĩa này thì nó rất là chắc chắn, cốt dày rất là nặng, đường kính là 24 năm, đường kính 24 năm là rất to. Mã sản phẩm là H19, giá 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái siêu phẩm, một cái chuông bằng đồng của Nhật. Đặc biệt cái chuông này thân bên ngoài là phủ giống như sơn mài vậy đó, rất là bóng, màu đen, lòng được mạ vàng 24k. Và một số đó, cái chuông này là có thể nó có tuổi rồi, cho nên cái có thể nó đã sâu tuổi đó, cho nên cái lớp mạ vàng nó bị phai cũng khá nhiều đó các anh chị. Nhưng mà nó chế tác rất là đẹp, chúng ta thấy cái màu vàng này, vàng 24k cực đẹp. Và cái điểm đặc biệt là cái chuông này nè, nó rất là nặng, nó nặng rất là nặng so với kích thước và so với những cái chuông mà cùng kích cỡ đó. Chuông này nó không to, chuông này là nó nhỏ cỡ vừa thôi, nhưng mà cái âm thanh nó là cực kỳ hay, ngăn và kéo dài rất là lâu. Thực tế bên ngoài là bây giờ cái tiếng ngăn nó vẫn còn, mà nếu các anh chị mà gõ liên tiếp á thì cái tiếng ngăn nó kéo dài rất là lâu. Bên ngoài tới bây giờ vẫn còn nghe cái tiếng ong ong ong. Và cái đáy nó có cái khắc cái chữ tiến của nghệ nhân. Rất hiếm gặp cái sản phẩm mà nó cái chuông mà nó đẹp cũng như nó chế tác mà cực kỳ hoàn hảo như thế này. Nó nặng nhiều so với những cái chuông khác và nặng rất nhiều so với cái kích thước của nó. Cái chuông này cao 4.7, đường kính miệng là 8.5. Chuông này chúng ta nó không to nhưng mà nó rất là đẹp, và cái tiếng của nó đó rất là hay. Tiếng nói anh chị chỉ cần gõ nhẹ nhàng thôi thì nó giống như cái chuông mà nó bằng cái chuông mà cái kích thước gấp đôi của nó, và nó kéo dài, cái âm thanh nó kéo dài rất là lâu, nó rung. Cái độ rung mà các anh chị nghe thực tế ở ngoài nó mới cảm nhận được hết cái độ rung của cái chuông này. Mã sản phẩm là H20, giá 950k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái siêu phẩm, một cái bình pháp lam siêu. Cái điểm đặc biệt có cái bình này nè là cái dáng vuông vẽ họa tiết trên cái nền bầu dục,
và nó được vẽ tứ diện, nó vẽ tứ diện luôn các anh chị. Chúng ta thấy những cái phẩm sản phẩm Pháp Lam mà chất lượng đó là cả trong cái lòng trong nó cũng phủ men, và cái cốt nó đó rất là nặng. Và chúng ta thấy là cái họa tiết nè, hoa văn là được ngăn bằng những cái sợi đồng rất là nhỏ. Và ở đây chúng ta thấy là mặt người là một trong những cái chi tiết rất là khó vẽ đó, nội vẽ mà ở trên bằng mực thôi, trên giấy nó đã khó rồi, còn này là vẽ bằng những cái sợi đồng, vẽ xong rồi trang trí bằng những cái sợi đồng thì nó đòi hỏi công phu rất là nhiều. Cực kỳ ấn tượng. Một cái thiếu nữ đang đọc sách. Cái cốt rất là nặng. Những cái sản phẩm mà Pháp Lam xưa đó, những cái sản phẩm Pháp Lam chất lượng thì cái cốt nó cực nặng. Rất là vững. Cái bình này cao 13 năm. Miệng rộng 2.5. Cái dòng bụng là 19, mã sản phẩm là H21, giá 2.000k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái siêu phẩm tiếp theo. Hai cái bộ trà China xưa. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm cao cấp và chất lượng của Trung Quốc. Bộ này rất là đẹp. Và những cái bộ này thì không có dễ để sưu tầm được. Chúng ta thấy cái bộ này là được vẽ tay cực kỳ tinh xảo. Chúng ta thấy những cái chén trà cảnh Đức Trắng mới bây giờ đó, những cái chén trà khoảng này thôi thì nó có giá từ hơn 800 ngàn tới hơn 1 triệu, và nó vẽ rất là đơn giản chứ không vẽ được mà cầu kỳ và phức tạp như thế này. Đây là một trong những cái sản phẩm là cực kỳ chất lượng. Đây là những cái sản phẩm xưa, và chúng ta thấy họa tiết nè. Cái phong cách này thì các nhà nghiên cứu gốm sứ đó, người ta hay gọi là vẽ với cái phong cách Pháp Lam, do từng cái ô nó có cái sự phân biệt rõ rệt. Chúng ta thấy trên cái con bướm này nè, ví dụ những cái ô mà màu hồng và rồi tới màu vàng, nó được ngăn cách bằng những cái đường viền đó rất là rõ ràng, và nó vẽ rất là đẹp, cái màu men cũng rất là đẹp, cực kỳ tinh xảo. Đây là cái quả Phật thủ. Và thường cái dòng này á, thì chúng ta nó mang cái nó có năm màu. Những cái bộ bình trà hay là những sản phẩm này nó có năm màu, nó tượng trưng cho năm màu của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cái bộ này là cái bộ màu trắng tương ứng với cái hành kim. Nó ngoài ra nó còn bốn màu nữa là màu màu đỏ,
màu xanh, màu vàng và màu đen. Thì chúng ta thấy cái dòng sản phẩm này nè, nó rất là độc đáo. Và bây giờ thì rất hiếm gặp những cái dòng sản phẩm này. Thật ra cái dòng sản phẩm này là shop đã sưu tầm rất là lâu rồi. Mới được như thế này. Và nó còn nguyên vẹn. Tôi thấy nè, họa tiết được vẽ cực kỳ tinh xảo. Cái màu men rất là đẹp. Từng cái mảng màu nó được phân với nhau bằng những cái đường viền rất là rõ ràng. Tôi thấy nè, cánh bướm vẽ rất là đẹp. Chúng ta thấy cái trôn nó rất là cũ rồi. Được vẽ tay cực kỳ chất lượng, kỳ tinh xảo đó các anh chị. Và đây chúng ta thấy hai cái bình nó vẽ cực kỳ tơ tóp luôn á. Trên cái nắp này là nó vẽ hoa cúc. Cái tay cầm trên nắp ấm này dán rất là đẹp. Ấm này dung tích khoảng từ 380 đến 400 ml. Và đặc biệt là trên cái vòi này nè, nó vẽ hình con dơi. Con dơi nó độc lập bức, nó tương đồng với cái âm phúc, cho nên con dơi nó tương ứng với cái chữ phúc, nó tương ứng cái chữ phúc. Ở đây chúng ta thấy là họa tiết được vẽ cực đẹp. Và thấy cái màu của con bướm đó, từ cái mảng màu đậm nó chuyển sang nhạt, cái màu đà đỏ đó nó chuyển sang hồng, nhìn rất là hay. Và chúng ta thấy những cái mảng màu mà từ từ những cái mảng màu nhỏ nhỏ đó đó, những cái giống như cái vảy cá này nè, cái viền của cánh nè, nó ngăn với cái màu hồng bởi những cái đường chỉ, cái đường viền rất là rõ. Cho nên các cái nhà nghiên cứu gốm sứ người ta hay gọi là cái vẽ theo phong cách Pháp Lam. Nhưng thật ra mình hay gọi là vẽ nổi đó, với từng cái khuôn màu riêng biệt nhìn rất là độc đáo. Ta thấy hoa cúc nè vẽ cực kỳ tinh xảo. Quả Phật thủ tượng trưng cho bàn tay Phật. Đặt án kiện rất hiếm gặp mà cái bộ đồng nhất như thế này. Cái ấm trà nhỏ đó thì nó dung tích nó khoảng từ 380 đến 400 ml. Đặt ấm trà lớn này chúng ta thấy họa tiết nó vẽ nè cực kỳ tinh xảo. Thì nó là siêu phẩm đó. Chúng ta thấy cái mảng màu tím mà nó chuyển mà từ đậm sang nhạt rất là hay. Và chúng ta thấy trên cái màu, đặc biệt trên cái ấm lớn này nó là gần như hội đủ bốn màu,
năm màu của kim mộc thủy hỏa thổ với cái cánh bướm màu đen, một cái con bướm màu đen, nửa thân màu đỏ, quạt hủ màu đỏ màu vàng, cái lá màu xanh lá cây cùng với cái màu trắng, nó tượng trưng cho đủ kim mộc thủy hỏa thổ, rất là hay. Thì chúng ta thấy cái ấn tượng chung nè, cái chôn này thì nó cũng cũ rồi, ta thấy cái chôn này nè, lộc làm rất là đẹp, lộc chín lỗ. Ấm này nó cái dung tích nó khoảng khoảng 1 lít, gần 1 lít đó, tương đương khoảng 1 lít. Ấm này rất là to. Cái chén trà, cái này là cái chén trà cho nghe chị, chén này là cái chén nhỏ, đây là cái chén trà. Chén trà này nó cao 4.5, đường kính 9.5. Còn cái ly trà này cao 5, đường kính 7.5, mã sản phẩm là H22, giá 8 triệu cho cả một cái set này, gồm hai cái bộ trà lớn nhỏ. Phiên bán hàng của ngày 2 tháng 4 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.